Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì bắt đầu vô lễ giỗ của ông Ba Nguyễn Văn Thới, người đệ tử sau cùng trong hệ thống giáo hội Bộ Sơn Kỳ Hương đã chứng đạo và đã thành tựu được đạo nghiệp. Sau đó khi ông trước khi ông bỏ xác, ông đã để lại cho đời một cái quyển sách vô cùng quý giá, đó là bộ Kim Cổ Kỳ Quang. Bây giờ là chúng ta đang thấy cái không khí của những người đi lễ bánh đò này ăn rồi. Xe đạp từ đi lấy đi xe đạp luôn. Muốn đi lễ giỗ ông Ba thì chúng ta phải đi qua phà Thượng Giang, là đi từ cánh trên đi xuống, còn đi từ dưới đi lên thì mình đi tất cả các ngõ đường từ ở phà Voi Lửa, ở phà Thanh Bình, rồi những cái đi đường dưới kia đi lên cũng được, nhiều đoạn đường để mình đi ngang, hầu như rất là dễ đi qua lễ giỗ ông Ba. Mình muốn đi tuyến đường ở dưới ăn quà đi lên cũng được bình thường, nói chung đường nào đi cũng được, miễn làm sao mà lọt cái tới khuôn viên của Phú Tân Chợ Mới. Mình hỏi dỗ ba thấy đâu thì ai cũng biết nha. Đây là đoàn ta đi lễ nè, đông thì là đông. Đây là bến phà Thượng Giang, cửa ngõ đi qua lễ dỗ ba Thới, cũng là cái cửa đi qua Chợ Mới, và nếu như ai đi thành phố thì cũng từ Chợ Giàm, Tân Châu thì một tiếng đường đi Chầm Chim, còn nếu như từ ở như cánh như cây dương và những cánh gần gần Hòa Hảo Phú Tân đó, mình muốn đi chợ đi thành phố thì dẫn qua bến đò Thượng Giang này, và từ thành phố muốn đi về đây á thì dẫn đi tiếng đường này, tức là khi chúng ta đi qua phà Voi Lửa cầu Hòa Thanh Bình và đi đường N2 đó thì mình cũng về đường này. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đậm về chương trình đi lễ. Vào ngày mùng 9 tháng 3, tháng 4 chứ, là chánh lễ dỗ con Ba Thới, hôm nay là ngày mùng 6. Có cái nhóm của bên Tăng Lập qua đây đãi xài, đại biên cùng đi với mọi người để qua đây chương trình để dự lễ. Thì bây giờ là hành trình của đoạn đường đi. Trước tiên là chúng ta đi qua cái phà. Nếu nói về đoạn đường đi của đại biên thì đi qua hai cái phà Lăng Gù. Rồi sau đó đi đường tắt chạy về đây, đi qua phà Thanh Bình. Ý qua phà Thượng Giang nếu đi qua bên kia được. Thấy xe mà chỗ đầu cặp đó là đi lễ không đó, mấy người này chắc đi ở ngủ luôn nha, là đi rất là nhiều luôn mới thời điểm này thôi. Qua phà Thượng Giang xong thì bắt đầu là chúng ta quẹo phải nha, quẹo phải theo quẹo theo xe này nè, xe này không chịu quẹo nè, quẹo vô đó, đây là chương trình vô lễ. Chừng 300 mét.
trước là tới rồi đó. Dừng xe. Xe cô tới chắc là rất là đông cho nên người ta để dưới xe là nhiều. Mẹ luôn, mẹ luôn, mẹ luôn, mẹ luôn. Mẹ vừa tới đây luôn. Mẹ vô. Rồi. Tới đây thì bắt đầu chúng ta thấy được cái không khí lại. Ô, đi bên. Đây là không khí của lễ. Hai bên bày bán rất là nhiều đồ, tất cả các cái. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nằm gửi xe đi. Cái trên xe mà chạy vòng vòng cái này hoài đâu quay phía đi bộ gì được. Để gai lại gai đi. Đây là để chở đồ cho lễ không nè. Năm nay có lẽ lại lớn hơn mọi năm á. Thấy chưa hết mà sao bày bán đồ, khách khứa đồ đông quá. Những cái chỗ gửi xe mới được. Chỗ gửi xe. Người trong đậu luôn cũng được nữa. Ồ. Rồi vậy là vô trong đậu luôn. Chăn lâu luôn, ừ, an toàn cô bác ơi. Rồi để cho mô thờ ông bà thấy. Tiếp tục thực phẩm xuống tấp nập. Tại vì bữa nay là mới mùng 6 à, là chuẩn bị vô chương trình của lễ. Vì vậy cho nên là số lượng người về cũng chưa có nhiều. Đa số là dân địa phương tập trung về đây để chuẩn bị gói bánh, nước, nồi, tất cả các cái. Nếu tính số lượng đông bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 là hai ngày này đông nhất. Nó đúng hơn là ngày mùng 8 ngày đông nhất. Ngày mùng 9 là số lượng tương đối cũng bằng cái ngày mùng 7 mà thôi. Đây là những cái khâu mà khách thập phương và người dân ở đây là trải lương thực, thực phẩm, rau củ quả đem về để cho mọi người chuẩn bị trong chương trình đại lễ. Nói chung tất cả các khâu chuẩn bị cho chương trình đại lễ trong những ngày này phải chuẩn bị cho đầy đủ hết. Cái để lễ tới thì nó không có để mà đãi được. Cái này khâu này là chuẩn bị này là làm bánh bánh tiêu nè. Đội ngũ làm bánh tiêu nói chung là quá chèn luôn. Làm bánh tiêu. Dạ kính thưa cùng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật và kính thưa toàn thể tất cả các vị. Đến thời điểm này cũng là giờ trưa tại Phú Thọ ông Ba. Mặc dù là thời tiết hơi sức là oi bức nhưng mà tinh thần của đồng đạo luôn lúc nào cũng thực hiện chương trình thiện nguyện. Chúng ta thấy hiện tại trong chương trình là bánh đó, là có trên như vậy đó là 600 người, từ trên 600 người. Số lượng bánh gói như vậy là trên 30-40 ngàn đòn. Và hiện tại số lượng người về rất là đông để thực hiện chương trình này. Nếu mình tính từ trong kia đổ dài ra ngoài đây và luôn khu dưới đó là cũng không dưới như vậy đó, là nó cũng từ 500-700 người, cả ngàn người bên đây luôn á. Đây là cái khâu chuẩn bị thôi nha. Còn cái khâu chánh lễ thì vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia là mới vô chương trình chánh lễ. Đây, nếu như ai muốn đi lễ dỗ ông Ba thì chúng ta bắt đầu là chuẩn bị hành trình lên đường, bây giờ chúng ta đi nha. Ồ. Hôm nay có chừng cái kiểu mẫu này hết sức đẹp luôn em. Rồi, đây là khuôn viên săn lễ thì nói chung săn lễ thì trống trơn à. Là tại vì buổi sáng hôm nay thì mọi người chỉ vô trong đây ta thực hiện chương trình gói bánh để lễ tiếp thôi. Và đang tập trung rút về cái phạm trù của hậu cần thôi. Và ở ngoài kia thì ồ, làm hình con rồng này đẹp quá. Phủ thờ ông bà. Nắng luôn. Chàng đẹp rồi. Dính cái đầu à. Đây là khuôn viên chỗ Phú Thọ ông Ba ngang trước chánh điện cho thông thiên và ra phía ngoài này
có những cái hình dáng cây cảnh hết sức là đẹp. Chúng ta đi ra khu viên này phải nói là êm cực kỳ luôn. Tuyệt vời. Giờ đây thì xin mời toàn thể quý vị nghe lại đôi nét về tiểu sử của ông Ba và tại sao phủ thờ lại có tại đây nha. Rồi.